Chào mừng các bạn đến với khóa học tuyển dụng nâng cao của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học có chủ đề Thương hiệu tuyển dụng là gì? Các lưu ý khi xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Đối tượng của khóa học ngày hôm nay. Khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm, bao gồm những bạn sinh viên đang học các chuyên ngành nhân sự hoặc là những bạn đang có hỗ trợ công tác nhân sự trong công ty và muốn tìm hiểu thêm các mảng liên quan đến CNB, tuyển dụng, bộ luật lao động. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với nội dung bài học ngày hôm nay. Đầu tiên bạn vui lòng chuẩn bị giùm mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng, hoặc là bạn có thể sử dụng thêm phần mềm note trên điện thoại. Khuyến nghị thứ hai, bạn có thể chỉnh tốc độ video lên 1.25 nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian với bài học. Hiện tại HRVN Academy có mặt trên các nền tảng blog, kênh YouTube, podcast. Bạn chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mục tiêu của bài học thì trong bài học các kênh nguồn tuyển dụng á, mình đã cùng nhau nhắc đến cách chọn kênh nguồn tuyển dụng sao cho phù hợp với vị trí mà mình đang phụ trách tuyển dụng. Tuy nhiên, các kênh nguồn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công ty có một thương hiệu tuyển dụng mạnh. Mình sẽ cùng nhau làm rõ hơn trong bài học ngày hôm nay. Mình cùng nhau điểm qua các nội dung chính. Đầu tiên, mình sẽ tìm hiểu thương hiệu tuyển dụng là gì. Tiếp theo, tại sao công ty nên chú trọng xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Và tiếp theo, các bước gợi ý xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Và cuối cùng là phần tổng kết bài học. Mình cùng nhau đi vào phần đầu tiên, thương hiệu tuyển dụng là gì? Theo Wikipedia thì thương hiệu là tên gọi, thuật ngữ, thiết kế, hình tượng hoặc là các dấu hiệu khác giúp phân biệt một tổ chức hoặc là một sản phẩm với đối thủ trong mắt của người tiêu dùng. Xây dựng thương hiệu là tổng hợp các phương pháp marketing và truyền thông để giúp phân biệt một công ty hoặc là sản phẩm với các sản phẩm của công ty đối thủ cạnh tranh, với mục đích là để tạo ra ấn tượng lâu dài trong tâm trí của khách hàng. Vậy thì thương hiệu tuyển dụng có thể hiểu đơn giản đó là ấn tượng, danh tiếng của một công ty nào đó trong mắt ứng viên. Ở đây mình nhấn mạnh là trong mắt ứng viên các bạn ha. Nó sẽ khác với thương hiệu công ty thì sẽ rộng hơn, tức là ấn tượng đối với mọi người, bao gồm là khách hàng nè, người tiêu dùng, đối tác, vân vân. Vậy thì có thể thấy thì thương hiệu tuyển dụng có thể được bao hàm trong thương hiệu công ty. Thương hiệu tuyển dụng thì sẽ bao gồm phần bề nổi và phần thực chất bên trong, hay có thể nói như là phần gỗ và phần nước sơn. Trong câu tục ngữ mình hay nghe là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ví dụ đơn giản là khi một ứng viên tìm hiểu về một công ty thì họ thấy rất là nhiều hình ảnh lung linh về môi trường làm việc, về chế độ lương thưởng, câu chuyện văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội vô cùng tuyệt vời. Nhưng thực tế khi họ vào làm thì nó không đúng như vậy. Thì đó chính là phần một ví dụ giúp mình hiểu hơn về thương hiệu tuyển dụng, bề nổi và phần thực chất bên trong. Tại sao công ty nên chú trọng xây dựng thương hiệu tuyển dụng? Trong bài học trải nghiệm ứng viên là gì, làm thế nào để nâng cao trải nghiệm ứng viên và một số bài học khác, mình thường xuyên nhấn mạnh về thị trường lao động hiện nay cạnh tranh rất là khốc liệt, với sự tham gia của các công ty nước ngoài này, các startup, vân vân. Cho nên ứng viên có nhiều sự lựa chọn cơ hội việc làm hơn nhiều so với trước đây. Đồng thời, với sự tham gia của thế hệ Z vào thị trường lao động đã ít nhiều thay đổi định nghĩa về việc làm công ăn lương, về khái niệm một công việc ổn định. Cho nên, các công ty đã bắt đầu quan tâm nhiều đến việc là phải thay đổi theo xu hướng của thị trường lao động hiện đại để được nhiều ứng viên biết đến hơn, là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của họ khi mới ra trường hoặc là quyết định chuyển việc trong các ngành nghề nào đó. Và việc xây dựng được một thương hiệu tuyển dụng mạnh là một trong những cách rất là hiệu quả trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay. Một số lợi ích của việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng mình có thể tham khảo như sau. Đầu tiên là thương hiệu tuyển dụng giúp thu hút và giữ chân nhân tài. Như đã nói ở trên,
Việc công ty có một thương hiệu tuyển dụng tốt, đúng nghĩa, đúng bản chất sẽ giúp cho độ lan tỏa rộng rãi và tạo niềm tin cho ứng viên, quan tâm và ứng tuyển, tăng tính cạnh tranh so với công ty cùng ngành nghề. Đặc biệt là thương hiệu tuyển dụng cũng góp phần giúp tăng mức độ gắn bó của nhân viên đang làm thông qua niềm tự hào về thương hiệu tuyển dụng. Tiếp theo là thương hiệu tuyển dụng giúp giảm chi phí tuyển dụng. Phần này thực ra nó là hệ quả của ý mình vừa trình bày là thu hút và giữ chân nhân tài, nhưng mà mình muốn tách riêng để nhấn mạnh nó hơn. Có nhiều công ty khi mà đã làm, đã xây dựng được một cái thương hiệu tuyển dụng tốt á, như mình vừa nhắc đến, thì không cần phải chi trả hoặc là chi trả rất là ít cho chi phí tuyển dụng ở các kênh web trả phí hay là headhunt hoặc là các kênh khác vân vân. Ứng viên sẽ tự tìm đến và ứng tuyển qua các kênh như là trang web tuyển dụng nội bộ hoặc là các kênh truyền thông của công ty, hoặc là các nhân viên nội bộ cũng thường xuyên chủ động giới thiệu bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũ vào làm. Một lợi ích tiếp theo là giúp nâng cao thương hiệu công ty. Thương hiệu tuyển dụng có thể xem là một phần trong thương hiệu công ty, bởi vì đơn giản là ứng viên, nhân viên sau này vẫn có thể trở thành khách hàng của công ty, hoặc là những khách hàng, đối tác hay thậm chí là các nhà đầu tư chứng khoán khi mua cổ phiếu của công ty nào đó thì vẫn luôn có sự quan tâm, tìm hiểu là nhân viên của cái công ty đó có hài lòng về môi trường họ đang làm việc hay không, vân vân. Bởi vì con người luôn là một cái tài sản quý giá của doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp nào có chính sách quan tâm tới nghề lao động nhiều thì người ta vẫn tin rằng doanh nghiệp đó sẽ phát triển bền vững. Tiếp theo là thương hiệu tuyển dụng giúp thể hiện một chiến lược phát triển dài hạn. Việc một công ty nào đó coi trọng việc phát triển thương hiệu tuyển dụng phần nào tạo niềm tin vững chắc cho cả ứng viên, nhân viên đang làm việc, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, v.v. Như một lời cam kết về sự đầu tư và phát triển dài hạn, mở rộng quy mô có thể cả trong nước và ngoài nước nếu có. Các bước gợi ý xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Để xây dựng được một thương hiệu tuyển dụng thành công thì không phải chỉ một sớm một chiều hay chỉ là một mình phòng nhân sự có thể làm được. Nó đòi hỏi đó là một cái sự hoạch định từ cấp cao nhất của công ty và phải gắn liền với thương hiệu công ty. Nếu không thì nó sẽ trở thành câu chuyện như là ví dụ trên, bề ngoài thì lung linh nhưng mà bên trong thì mục nát. Như vậy thì thực sự làm thương hiệu tuyển dụng rất là lãng phí và không cần thiết. Hiện nay, đa số các công ty đều chú trọng đến công tác xây dựng thương hiệu tuyển dụng, nhưng đa số thì vẫn còn manh mún, rời rạc ở cấp độ bộ phận tuyển dụng hoặc là phòng nhân sự. Cho nên, các bước gợi ý tham khảo mà mình đưa ra cho các bạn dưới đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ về chiến lược xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Còn lại sẽ tùy thực tế mà mình sẽ tối ưu lại cho phù hợp với định hướng của ban lãnh đạo và chi phí được phân bổ các bạn ha. Thì bước 1 là mình cần phải đánh giá lại thực trạng của công ty. Phần này được xem là rất là quan trọng để xác định lại giá trị thương hiệu tuyển dụng. Nó nằm trong giá trị công ty đang như thế nào trên thị trường lao động, đặc biệt là so sánh với đối thủ cùng ngành nghề. Thì bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích SWOT hoặc một số công cụ khác để xác định lại điểm lợi thế, điểm yếu, cơ hội và thách thức nếu mà công ty không có sự thay đổi. Những điểm đau hay còn gọi là pain point dẫn đến việc ứng viên không hoặc là có rất là ít sự quan tâm đến các vị trí tuyển dụng của công ty mình so với công ty đối thủ. Nói chung là bước này sẽ giúp định vị lại được công ty đang ở đâu, cần thay đổi gì để làm căn cứ cho các bước tiếp theo là lập kế hoạch và hành động để phát triển thương hiệu tuyển dụng. Bước thứ hai đó là định vị giá trị nhân viên EVP. Từ bước 1, chúng ta sẽ vẽ ra được chân dung ứng viên tiềm năng trên thị trường lao động hiện tại, những cái kỳ vọng của họ khi gia nhập một tổ chức. Điểm nhấn nào để thay vì họ chọn công ty đối thủ thì sẽ chọn công ty của mình. Tất nhiên, kỳ vọng cao nhất là thu hút được các tài năng đầu ngành khi cần
và giữ chân được họ để ở lại và phát triển với tổ chức. Những thông tin này thì sẽ được dùng để show ra và highlight trên các trang web tuyển dụng nội bộ nè, các kênh mạng xã hội chính thống được sử dụng để tuyển dụng ứng viên, hoặc là sử dụng trong các buổi orientation như một cái cam kết giá trị lâu dài và giúp trả lời cho ứng viên điều băn khoăn nhất mà ai đi tìm việc cũng quan tâm, đó là tại sao tôi nên làm việc ở đây. EVP có thể bao gồm xuất phát từ tầng vĩ mô như là sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của công ty, cũng như các chính sách đãi ngộ, total rewards như là lương thưởng, phúc lợi vật chất và phi vật chất, chính sách đào tạo, phát triển sự nghiệp, môi trường làm việc, văn hóa đội nhóm và công ty, vân vân. Làm việc tại một công ty có thương hiệu tuyển dụng mạnh cũng là một giá trị cộng thêm cho nhân viên luôn muốn có, giúp họ ít nhiều thì cũng giúp họ làm đẹp thêm background và con đường sự nghiệp rộng mở sau này hơn. Mình qua bước thứ 3, đó là xây dựng một chiến lược nhất quán. Anh như đã nhắc đến, việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng cũng phải xuất phát từ tầng vĩ mô, đó là sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của công ty. Cho nên nó đòi hỏi phải có một cái chiến lược nhất quán và sự đồng thuận ủng hộ cao nhất từ cấp cao nhất của công ty, chứ không riêng phòng nhân sự có thể thực hiện được. Trong chiến lược này sẽ bao gồm xác định rõ và dễ hiểu nhất thông điệp mà công ty chọn và làm điểm nhấn để truyền tải đến các ứng viên, nhân viên hiện tại. Từ đó sẽ xác định các kênh truyền thông để thực hiện, như là trang web tuyển dụng nội bộ này, thật là hiện đại, thân thiện và có đầy đủ các thông tin mà ứng viên hoặc là nhân viên cần có thể tra cứu. Các trang mạng xã hội theo xu hướng của chân dung ứng viên mà mình đã vẽ ra, như là chọn LinkedIn, Facebook hay là TikTok, vân vân. Ví dụ về một công ty chuyên thực hiện gia công phần mềm tại Việt Nam và nước ngoài đã chọn điểm nhấn cho thương hiệu tuyển dụng của họ, đó là cơ hội làm việc ở mọi nơi, để phù hợp với xu hướng làm việc tại nhà hay là làm việc linh hoạt. Đặc biệt là họ chọn vì các nhân sự của họ tuyển dụng thuộc trong ngành công nghệ thông tin, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ thu nhập và phúc lợi. Điều này đồng nghĩa là nếu mà công ty này làm thương hiệu tuyển dụng tốt thì khi nghĩ đến công ty công nghệ thông tin có chế độ làm việc linh hoạt thì các ứng viên sẽ nghĩ ngay đến công ty này đầu tiên và có gia tăng cơ hội ứng tuyển vào công ty này, có nhiều cơ hội để tiếp cận ứng viên hơn. Hoặc là tần suất thực hiện các hoạt động offline như là hội chợ việc làm này, sự kiện tài trợ, học bổng ở các trường học hay là các trung tâm việc làm, hoạt động hướng nghiệp, hội thảo cho sinh viên sắp ra trường, vân vân. Một số công ty thì chưa được biết đến rộng rãi, thường chọn tham gia một số giải thưởng như là thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất Việt Nam, nơi làm việc tốt nhất châu Á, vân vân. Tuy nhiên có một lưu ý là không nên lạm dụng các giải thưởng này nếu thực chất công ty chưa giải quyết được hết các vấn đề bên trong và đồng thời đã xây dựng được một môi trường làm việc tốt, đúng bản chất. Những hoạt động này thì những cái hoạt động mà mình vừa nêu ra ví dụ cho các bạn tham khảo thì cần được xây dựng thành một cái kế hoạch hoàn chỉnh, bao gồm đầy đủ timeline, tần suất thực hiện, dự trù chi phí nè, kết quả kỳ vọng cũng như là mục tiêu cụ thể cho từng hành động, và phải được theo dõi, cập nhật, điều chỉnh hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Bước tiếp theo, bước số 4, xác định vị trí phụ trách cụ thể. Ở bước này thì mình cần xác định bộ phận chịu trách nhiệm chính cho việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng, để tránh việc manh mún không lâu dài, chấp vá và mang tính thời điểm. Thì thông thường nếu mà công ty có vị trí độc lập phụ trách việc này là tốt nhất. Người đó hoặc là team đó sẽ là đầu mối chính để triển khai thực hiện, đo lường hiệu quả,
và có thể phối hợp với các phòng ban khác trong team. Mình ví dụ ở đây như là phòng marketing để cùng thực hiện một cái chiến lược truyền thông nó đồng bộ. Một số công ty nhỏ hoặc là chưa chú trọng vào công tác xây dựng thương hiệu tuyển dụng thì thường là công tác này sẽ do một bạn tuyển dụng kiêm nhiệm. Đây chưa được xem là xây dựng thương hiệu tuyển dụng mà chỉ là một cái công đoạn nhỏ trong việc team tuyển dụng hoặc là cá nhân bạn đó thực hiện hoặc là tự triển khai để thu hút thêm ứng viên mà thôi. Bước thứ 5 đó là việc phải đo lường và đánh giá hiệu quả. Như đã nhắc đến thì việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng cũng phải xuất phát từ tầng vĩ mô, đó là tầm nhìn sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của công ty. Cho nên nó đòi hỏi cần phải có một cái chiến lược nhất quán và sự đồng thuận ủng hộ từ các cấp cao nhất, chứ không phải riêng phòng nhân sự có thể thực hiện được. Với mỗi kế hoạch hành động thì cần phải gắn với một cái mục tiêu cụ thể hoặc là kết quả kỳ vọng. Mình đưa ra một số chỉ số có thể dùng để đo lường. Mình đưa ra một số chỉ số có thể dùng để đo lường mà các bạn có thể tham khảo như bên dưới. Sẽ tùy thực tế tại công ty mà mình sẽ chọn những cái chỉ số đo lường nào là phù hợp các bạn ha. Lưu ý là các chỉ số cần mang tính định lượng được, bao gồm cả giá trị hữu hình và vô hình. Đó là mình có thể căn cứ trên lưu lượng truy cập trang web tuyển dụng nội bộ nè, số lượng like hoặc là follow trên các trang mạng xã hội, đánh giá và xếp hạng của ứng viên trên các mạng xã hội, căn cứ vào số lượng ứng viên thu được từ các kênh như là kênh web và tuyển dụng nội bộ hay là kênh mạng xã hội, tỷ lệ chuyển đổi ứng viên từ các kênh này. Tiếp theo là mức độ nhận biết về thương hiệu tuyển dụng công ty ở các sự kiện, có thể qua khảo sát ha. Tiếp theo là mức độ giới thiệu ứng viên mới, có thể mình thêm cái phần khảo sát này trong cái khảo sát hàng năm mà công ty bạn thực hiện định kỳ. Thì đó là những cái chỉ số mà mình có thể cân nhắc để đánh giá và đo lường hiệu quả của việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Và nếu có thể thì mỗi hành động thực hiện bạn nên đính kèm thêm chi phí để có cái nhìn sâu hơn ở góc độ hiệu quả dựa trên chi phí, để mình có một cái căn cứ nếu mà cần điều chỉnh kế hoạch hàng năm cho nó phù hợp. Thì trên đây là một số nội dung chính mà mình đã cùng nhau trao đổi về thương hiệu tuyển dụng là gì, các lưu ý khi xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn, thì bạn có thể để lại phản hồi hoặc là câu hỏi vào comment bên dưới. Mình sẽ ghi nhận và cố gắng giải đáp lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn yêu thích nội dung bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin đến những người cần nó. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề tiếp theo.